chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thông tin khác nữa đó chính là liên quan tới Dogecoin thì à, hôm nay có một cái bài bỏ phiếu được tổ chức bởi à, Adam Aaron thì à, đây là cái CEO của GMC GMC là cái à, chuỗi Stampin' cái rạp chiếu phim mà à, mà gần đây á mà nói là cho các bạn thanh toán không những là dùng Bitcoin mà còn thể dùng Ethereum dùng Litecoin vân vân thì bây giờ cái cuộc bỏ phiếu đó là nói là có rất nhiều người nói là nên chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin thì À, mọi người nghĩ thế nào các bạn thấy được là chúng ta có tổng cộng là 140.000 người 388 người trên Twitter đã tham gia vào bỏ phiếu đây là một cuộc bỏ phiếu mà được chia sẻ rất là nhiều tại vì cộng đồng Dogecoin rất là mạnh như là các bạn cũng đã biết thì chúng ta thấy được là 68% gần như là 70% nói là Yes nên làm như vậy Các bạn thấy được là cái số lượng người mà phản ảnh là Yes nên chấp nhận đồng Dogecoin để mà thanh toán cho cái rạp chiếu phim AMC Thì bây uh, giờ cơ hội rất là cao là CEO Adam Aaron sẽ cho phép thanh toán bằng đồng Dogecoin Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi mà thôi Nhưng mà đây là cái thông tin mà thường muốn chia sẻ Có thể là các bạn thấy thông tin này mà thường muốn chia sẻ nguồn gốc của cái thông tin liên quan tới AMC sẽ chấp nhận Dogecoin thì điều này có thật hay không và cái thông tin chính thức là đến như thế nào đó chính là đến từ bài bỏ phiếu của CEO của công ty MC ở trên Twitter bây giờ đó Thù muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một cái suy nghĩ Thật ra đây không phải là suy nghĩ riêng của Thuận mà Thuận thấy có một bạn comment á nói là gần đây thượng chia sẻ một cái sự lo ngại của Fed có nghĩa là các bạn cũng đã biết là Fed và SEC đó là lo lắng một cái điều SEC là ban quản lý của Hoa Kỳ lo lắng một cái điều liên quan tới đồng ổn định họ rất là chú tâm vào đồng ổn định thì một thời gian dài chúng ta không rõ là tại sao đồng ổn định thì một đồng một đô la có gì đâu mà cần phải quan tâm đến đâu phải là chứng khoán đâu nhưng mà họ lại rất chú tâm tại vì có thể là đồng ổn định là một trong những cái mà thu hút được tiền rời khỏi ngân hàng đây mọi người có thể là lưu trữ đồng ổn định dùng những đồng đó để mà kiếm lợi trên những cái sàn như là những cái dịch vụ như là nhiều blockfi để kiếm lợi nhuận là sẽ làm ảnh hưởng đến trái phiếu cũng như là làm ảnh hưởng đến uh, tiền gửi ngân hàng nhưng mà một bạn nói với thần đó là khi mà chúng ta nói tới như vậy ra thì cũng một điều là không hợp lý đó chính là để có được đồng ổn định thì một người nào đó sẽ lấy tiền của mình, có nghĩa là một công ty mà muốn có độ ổn định thì họ phải đưa tiền cho công ty giống như chúng ta nói tới hai đồng lớn đi là đồng usdc và công ty tether thì cần phải đưa tiền cho hai công ty này họ mới in đồng ổn định được tại vì một đồng là phải có cái tiền để mà hỗ trợ và hai công ty này đó công ty USDC hay là công ty Circle và công ty Tether họ đâu có giữ tiền mặt trong cái sắt đâu mà họ lấy tiền đó để mà họ tái đầu tư để kiếm thêm lợi nhuận thì cái số tiền đó cũng có thể là đem để mà bỏ vào cho ngân hàng hay là họ đem số tiền đó để mà đầu tư vào trong thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ thì đương nhiên sẽ không làm ảnh hưởng tại vì cũng cùng một cái số tiền đó cuối cùng cũng được đầu tư vào những nơi mà Fed hay là SEC muốn Nhưng mà cái điều khác biệt ở đây đó, tôi muốn chia sẻ với các bạn là hiện bây giờ thì không phải là như vậy Chúng ta thấy được là đây là cái tài liệu mới nhất được chia sẻ kiểm toán của công ty USDC Đây là cái tài liệu cho thấy được là cái số lượng Đây là tài liệu à, ngày 20 tháng 9 Thật ra chỉ mới có kiểm toán, ký tên xong ngày hôm qua mà thôi bởi Grant Thornton Thì Grant Thornton đã chứng nhận được là cái số lượng đồng ổn định USDC có trên thị trường đó là gần như là 100% là có tiền mặt hay là những thứ tương đương như tiền mặt tại vì các bạn thấy được là tiền mặt và những thứ tương đương đó là 92% có nghĩa là USDC là cái đồng ổn định bây giờ mà có cái số tiền đảm bảo an toàn nhất chứ không có phải là họ dùng để đầu tư vào những cái thứ mà nó nguy hiểm hơn và trong đó chúng ta được là cái phần còn lại đó là một phần trăm thì đầu tư vào trái phiếu của công ty các bạn thì được năm phần trăm là đầu tư vào danh kỳ cd có thể hiểu đơn giản đây là những cái nợ ngắn hạn đến từ những cái ngân hàng không phải là hoa kỳ những ngân hàng quốc tế đó là chỉ năm phần trăm là nằm trong đó mà thôi còn lại thì hai phần trăm là commercial paper cái motion paper cũng là những cái à, nợ ngắn hạn thường nhớ là dưới 270 ngày thì chúng ta thấy được là đây là một trong những cái đồng mà có cái độ an toàn rất cao 92% gần như là tiền mặt rồi trong khi chúng ta nhìn vào tether đó thì tether chúng ta được là 75% là những cái tiền mặt hay là tương đương với tiền mặt và những cái nợ ngắn hạn. trong đó chúng ta có những cái nợ ngắn hạn như là chúng ta có commercial paper, những nợ ngắn hạn dưới 270 ngày. chúng ta có fiduciary deposit như là những cái số tiền được gửi mà được đảm bảo tượng trưng bởi một công ty khác lưu trữ cho họ. tiền mặt là 3,8% reverse repo chúng ta vừa mới nói tới đây là à, những cái như là những cái công ty những ngân hàng họ cần thế chấp tài sản để mà vay mượn ngắn hạn thường là trong một đêm và chỉ có 2,94% là đầu tư vào trái phiếu Hoa Kỳ mà thôi phần còn lại các bạn thấy được là 12,55% đó thì Tether là cho vay có thế chấp rồi 9,96% đó là công ty Tether lưu trữ những cái trái phiếu liên quan đến những công ty cũng như là mua những cái quỹ đầu tư hay là họ mua những cái loại như là vàng bạc vân vân là gần như 10%. Còn lại đó là 1,64% là họ đầu tư và cái số tiền này có thể là đầu tư vào những cái token trong thị trường này thì hiểu đơn giản đó là nói tới đồ an toàn đó thì đồ an toàn của Tether chỉ có 75% mà thôi cái đồ an toàn của USDC lên tới là 92% cho nên dự bảo thôi là thuận thích lưu trữ những đầu định nào nhất thuận vẫn tiếp tục thích lưu trữ đồng USDC nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là không phải đồng nào an toàn hơn mà cái mà thường muốn chỉ ra cho các bạn thấy được là cái số tiền bây giờ con số rất là lớn Chúng ta thấy được là chúng ta nói tới là Tether vốn hóa là 69,7 tỷ Chúng ta nói tới là USDC đi USDC là đứng thứ 9 thì bây giờ về vốn hóa là 30,1 tỷ đô la Chúng ta thấy được là hai cái này thôi là một con số rất là lớn Gần như là 100 tỷ đô la nằm trong hai cái đồng ổn định này Và cái số tiền này bây giờ đã đặt không phải nằm trong trái phiếu của Hoa Kỳ Mà nằm trong tiền mặt hay là một số những cái mảng đầu tư khác chỉ có một phần nhỏ là nằm trong trái phiếu của Hoa Kỳ mà thôi thì cái mà thùng có thể thấy được ở đây đó là có thể là những cái đồng ổn định này sẽ tiếp tục được hoạt động và tiếp tục được cho người sử dụng cho à, mượn để mà lấy lại qua thông qua những dịch vụ như là BlockFi Celsius nhưng mà thùng nghĩ là những cái quy định mới đó là sẽ quy định đến từ chính phủ Hoa Kỳ cho công ty Tether cho công ty USDC là họ sẽ ra những cái luật là bắt buộc là trong số tiền này đó, bao nhiêu tiền là phải dùng để mà thu mua trái phiếu của Hoa Kỳ Thường nghĩ đây sẽ là những gì sẽ xảy ra thì đây sẽ là một cái kết quả mà thường nghĩ là tốt hơn đối với những gì mà Thuận đã suy luận trước đây Thuận hi vọng là như vậy, đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn và các bạn nghĩ sao? Hãy comment ở bên dưới Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một thông tin nữa, các bạn thấy được là nói tới cái sự quản lý đó thì chính phủ Hoa Kỳ rất, rất thích quản lý thị trường crypto này nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là chúng ta tính tổng số thiệt hại cho người dân năm 2020 liên quan tới lừa đảo tài chính là 3,3 tỷ USD đây là thống kê đến từ Federal Trade Commission là chúng ta được là thống kê đến từ một đơn vị chính phủ là tổng số thiệt hại tài chính của năm 2020 liên quan đến lừa đảo là 3,3 tỷ trong khi mà tổng số thiệt hại cho các nhà đầu tư crypto năm 2020 tới năm 2021 chỉ có 80 triệu mà thôi. Đây không phải là thủ nói mà đây chính là con số được chia sẻ bởi nghị sĩ Elizabeth Warren, một trong những người mà rất là thích tấn công thị trường này. Các bạn thấy được là thống kê của nghị sĩ Warren là 80 triệu đô la Các bạn thấy được con số khác xa rất nhiều 80 triệu so với là 3,3 tỷ Tôi nghĩ là như là Pháp đó họ nên làm tốt việc họ cần làm Đó chính là quản lý cái số lượng lớn hơn này Đương nhiên 80 triệu này đó là một phần là nằm ở trong 3,3 tỷ này rồi Nhưng mà con số vẫn trên là rất là nhiều Họ nên chú tâm để mà hỗ trợ người dân chống lại lừa đảo tài chính Cái số lớn đi, cái số 80 triệu này là con số nhỏ lắm Thị trường này vẫn chưa cần họ quản lý đâu Nhưng mà đây là cái ý kiến của nhân của mình thôi Thì thật là thị trường này sẽ được quản lý các bạn nghĩ như thế nào các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này ở đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram Channel, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội sẽ nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn cũng có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn cũng có thể nhận được những cái bonus đến từ những sàn như là sàn Fashion Moon XPT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit khi mà bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình nếu như các bạn có hứng thú muốn tìm hiểu rút tín hiệu trade miễn phí cũng như là như mà nào mà muốn tìm hiểu những bonus khác đến từ những cái sàn như là sàn SNX hay là sàn Namroi Global hay là sàn via Hub tất cả những ưu đãi các bạn đang nhìn thấy trên màn hình cũng như là những mà nào mà thích giao dịch những cái sàn như là sàn FTX cũng có những cái thông tin như là các bạn có thể được giảm 5% phí dịch khi mà tham gia thông liên của Thuận Capital cũng như là những người nào mà sống ở Hoa Kỳ thì cũng có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase. Đây là những cái sàn mà cho các bạn giao dịch altcoin tại Hoa Kỳ và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái ưu đãi như là BlockFi, đây là cái ứng dụng landing có lại vẫn là bonus lên tới 250 đô và Crypto đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Và một lần nữa thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.